Là người tỷ phú rất là giàu nha, Elon Musk rất là giàu và nổi tiếng trên khắp thế giới, và tiếp nữa là một người nổi tiếng giàu tại Trung Quốc, Jack Ma nhé. Và các bạn thấy video hay thì nhớ đăng ký kênh và chia sẻ cùng nhé. Đây là những người nổi tiếng sáng sẵn tự đêm rất là hay nha các bạn ơi, và hãy nhớ like và đăng ký chia sẻ cùng mình để xem các video tiếp theo của mình nhé. Nên mình sẽ làm video tạm thời thôi nhé các bạn ơi. Nếu mà các bạn thấy video hay, đăng ký và chia sẻ cùng mình đây. Các bạn hãy tự vào tìm hiểu thêm nhé. Rồi có lẽ là video đến đây của mình là kết thúc. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại các video tiếp theo. Các bạn hãy nhấn like và chia sẻ đăng ký kênh để ủng hộ mình, để có động lực sau này mình sẽ làm tất cả các video để các bạn xem và hay hơn, ý nghĩa hơn về các tiêu đề và kênh hình ảnh và chi tiết hơn nha các bạn nha. Mong các bạn đăng ký và chia sẻ cho mình, cho mọi người bạn bè cùng xem. Bye bye, xin chào các bạn.